Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề này thì phóng viên cũng đã liên hệ với bà Chu Thị Huế, Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi để có thông tin khách quan. Theo đó thì bà Huế cho biết sẽ xếp lịch thông tin vào tuần tới và chúng tôi cũng sẽ gửi đến những thông tin liên quan đến vấn đề này đến cho quý vị trong những bản tin tiếp theo của Cà phê Ngày mới. Còn bây giờ thì cũng thông qua đường dây nóng của chương trình 0901812999, kênh VTC9 cũng nhận được phản ánh của người dân sống quanh khu vực phố Ái Mộ, Phú Hữu của phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội về tình trạng vỉa hè, lòng đường đã ngang nhiên bị chiếm dụng, trở thành những bãi đỗ xe công cộng. Theo phản ánh nhiều năm qua tại khu vực phố Ái Mộ, Phú Hữu, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội xảy ra tình trạng nhiều ô tô dừng và đổ trái phép ở lòng đường và trên vỉa hè cả ngày lẫn đêm. Đáng nói là dù đã có biển cấm dừng đổ, thế nhưng việc dừng đổ xe ở dưới biển cấm vẫn diễn ra tràn lan. Thực trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. Đặc biệt khu vực Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nằm trên phố Phú Hữu là nơi có số lượng xe dừng đổ trái phép lớn nhất. Hàng chục xe ô tô nối đuôi nhau trên cả vỉa hè và lòng đường làm ảnh hưởng đến sự an toàn giao thông của khu vực, gây mất mỹ quan đô thị, cản trở cứu trợ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra. Đề nghị chính quyền, lực lượng chức năng phường Bồ Đề sớm kiểm tra và xử lý các vi phạm, chấm dứt tình trạng trên để đảm bảo thông thoáng hơn cho vỉa hè khu vực và an toàn cho người dân.